Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 3.578 ca COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vượt 100.000 ca. Hà Nội 54 địa điểm có liên quan đến F0 tại công ty thực phẩm Thanh Nga. Những vaccine phòng COVID-19 nào đã được cấp phép tại Việt Nam? Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường sau 20 giờ. Thưa quý vị, theo bản tin sáng ngày 3 tháng 8 của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 3.563 ca trong nước và 15 người nhập cảnh mắc COVID-19. Đây là số liệu thống kê tính từ 18:30 ngày 2 tháng 8 đến 6:00 ngày 3 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Các tỉnh thành phố có thêm người nhiễm virus là thành phố Hồ Chí Minh với 1.998 ca, Bình Dương 519 ca, Long An 246, Tây Ninh 176, Đồng Nai 147, Vĩnh Long 72, Bình Thuận 72, Đà Nẵng 66, Bến Tre 62, Sóc Trăng 33, Cần Thơ 31, Đồng Tháp 31, An Giang 26, Phú Yên 20, Bình Định 18, Đắk Lắk 11, Đắk Nông 8, Nghệ An 5, Hà Tĩnh 4, Kiên Giang, Bạc Liêu, Phú Thọ, Sơn La đều ghi nhận 3 ca, Hải Dương 2, Điện Biên, Quảng Trị, Thanh Hóa và Hà Nội cũng đều ghi nhận 1, trong đó 687 ca trong cộng đồng. Như vậy, Việt Nam có 165.339 ca nhiễm, gồm 2.287 ca nhập cảnh và 163.052 ca mắc trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 161.482 ca. 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 4 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Thái Bình. 10 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Điện Biên. Về tình hình điều trị, tổng số ca khỏi bệnh là 46.965, bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 436 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 14 ca. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 186 ca tử vong từ 1696 đến 1881 tại 10 tỉnh thành phố. Ngày 3 tháng 8, 538.488 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine được tiêm là 6.959.197 liều. Trong đó tiêm một mũi là 6.246.333 liều. Tiêm mũi 2 là 712.864 liều. Tại thành phố Hồ Chí Minh, số lượng vaccine được tiêm trong ngày là 211.854 mũi 1 và 3.924 mũi 2. Đại diện công ty Nanogen kiến nghị với Bộ Y tế về việc tiêm cho khoảng 500.000 đến 1 triệu người trong giai đoạn 3C thử nghiệm lâm sàng vaccine Nanogen. Ngoài ra, sau khi được cấp phép, Nanogen sẽ nghiên cứu vaccine COVID-19 trên trẻ em từ 12 đến 18 tuổi. Bộ Y tế đề nghị Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen trước ngày 15 tháng 8 phải gửi báo cáo dữ liệu nghiên cứu pha 2 và bước đầu pha 3. Từ đó, Bộ Y tế có số liệu gửi Hội đồng Đạo đức và Hội đồng cấp phép để xem xét cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Đến nay, 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Theo cơ quan này, tất cả vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn, hiệu quả. Hà Nội có 54 địa điểm liên quan đến F0 tại công ty thực phẩm Thanh Nga. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã thông tin danh sách 54 khách sạn, siêu thị, bệnh viện có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga. Cơ sở đã ghi nhận chùm ca dương tính SARS-CoV-2. Cụ thể, theo thông tin từ CDC Hà Nội,
Các cơ sở này phân bổ tại 12 quận huyện của Hà Nội, bao gồm Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và Thanh Xuân. Cụ thể quận Ba Đình, khách sạn Dai U, khách sạn Lotte, Vinmark Liễu Giai, siêu thị Lotte, quận Bắc Từ Liêm có Vinmark Tân Xuân, siêu thị Bắc Từ Liêm, Vinmark CT2, Vinmark Đức Thắng, Vinmark An Bình, Vinmark Eco Home 1, quận Cầu Giấy, Vinmark Trung Kính, khách sạn Novotel Duy Tân, Vinmark Trung Hòa, Vinmark Trần Duy Hưng, Vinmark Thăng Long, huyện Đan Phượng có Vinmark Đan Phượng, quận Đống Đa, Vinmark La Thành, Vinmark Cộng Vũ Thạnh, Vinmark 36 Hoàng Cầu, Vinmark Nguyễn Chí Thanh, khách sạn Pullman, Vinmark Trúc Khê. Quận Hà Đông có Vinmark Văn Quán, Vinmark Mỗ Lao, Vinmark Sa La Hà Đông, Vinmark Hà Đông 2, Vinmark Văn Khê. Quận Hai Bà Trưng có Hapro Tạ Quang Bửu, Minimark Tạ Quang Bửu, Home Pha Bạch Mai, Vinsan Phố Huế, Vinmark Cộng Quỳnh Mai, Vinmark Time City, Bệnh viện Vinmec, Vinmark 122 Vĩnh Tuy. Huyện Hoài Đức có Vinmark Hoài Đức, quận Hoàng Mai, Vinmark Cộng Định Công, Vinmark Cộng Tân Mai, Vinmark Cộng Thịnh Liệt, Vinmark Yên Sở, Vinmark Cộng Yên Sở, quận Nam Từ Liêm, Skylake Phạm Hùng, Vinmark Mon City, Vinmark Lê Đức Thọ, quận Tây Hồ, Vinmark Âu Cơ, Vinmark Karaniak, quận Thanh Xuân, Thực phẩm sạch Big Green, Vinmark Royal City, BRG Nguyễn Trãi, địa chỉ 275 Nguyễn Trãi, Vinmark Vũ Tông Phan, Vinmark Kim Giang, Vinmark 81 Vũ Trọng Phụng, Vinmark B2 Parora Triều Khúc. Tính đến hết ngày 2 tháng 8, Sở Y tế Hà Nội công bố 22 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga, địa chỉ tại ngõ 651 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phong tỏa tạm thời ngõ 651 Minh Khai, có khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu từ tối ngày 1 tháng 8. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cũng đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến địa bàn thành phố có liên quan đến công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Kể từ ngày 14 tháng 7 đến 1 tháng 8, người đến và giao dịch với công ty tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 0969 082 115 hoặc 0949 396 115. Những vaccine phòng COVID-19 nào đã được cấp phép tại Việt Nam? Đến nay, có 6 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định tất cả các vaccine được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả. Dưới đây là 6 loại vaccine đã được cấp phép tại nước ta. Vaccine COVID-19 do tập đoàn AstraZeneca sản xuất đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp tại 181 quốc gia, vùng lãnh thổ và được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 119 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vaccine đã sử dụng khoảng 980 triệu liều. Việt Nam đã tiếp nhận tổng số hơn 8,7 triệu liều sau 15 đợt giao vaccine. Vaccine này được triển khai tiêm tại Việt Nam từ tháng 3 và hiện là vaccine có số lượng sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam. Vaccine cam COVID-VAC, tên khác là Sputnik V, vaccine cam COVID-VAC do Viện Nghiên cứu Gamaleya, Nga sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 70 quốc gia vùng lãnh thổ đến nay. Vaccine đã được sử dụng tại 49 quốc gia với tổng số vaccine đã sử dụng khoảng 85 triệu liều. Giữa tháng 3, Việt Nam tiếp nhận 2.000 liều vaccine Sputnik V do chính phủ Liên bang Nga viện trợ và sử dụng cho gần 900 người. Ngày 1 tháng 8, Việt Nam nhận thêm 10.000 liều vaccine Sputnik V do chính phủ Liên bang Nga tặng. Vaccine Verocell của Sinopharm, vaccine Verocell do Sinopharm phát triển và Beijing Institute of Biological Products Co. Ltd. Trung Quốc sản xuất. Vaccine này đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đồng thời, nó cũng đã được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp.
Đến nay, vaccine này đang sử dụng tại 59 quốc gia với khoảng 800 triệu liều đã được sử dụng. Việt Nam đã tiếp nhận 500.000 liều vaccine Sinopharm do chính phủ Trung Quốc viện trợ và đang triển khai tiêm chủng từ tháng 7. Quảng Ninh là địa phương đầu tiên triển khai tiêm xong 88.100 liều mũi 1 và sẽ tiến hành tiêm mũi 2 từ ngày 4 tháng 8. Riêng Bình Liêu, Quảng Ninh đã đạt độ bao phủ tiêm vaccine đối với 50% dân số toàn huyện. Vaccine Cofinaci của Pfizer BioNTech, vaccine của Pfizer BioNTech đã được cấp phép sử dụng tại 111 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 97 quốc gia với khoảng 850 triệu liều đã được sử dụng. Việt Nam đã tiếp nhận tổng cộng 746.460 liều vaccine Pfizer và đang triển khai tiêm chủng. Vaccine Stikevax, tên khác của vaccine Moderna. Vaccine Stikevax do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine đã được sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều. Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 5 triệu liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng. Vaccine Jansen do Jansen Pharmaceutical NVB và Jansen Biotech BV Hà Lan sản xuất được cấp phép sử dụng tại 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này đã được sử dụng tại 34 quốc gia với khoảng 60 triệu liều đã sử dụng. Vaccine do Jansen sản xuất đã được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện do nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam chưa tiếp nhận vaccine này. Sóc Trăng yêu cầu người dân không ra đường sau 20 giờ. Sóc Trăng là tỉnh cuối cùng ở miền Tây yêu cầu người dân không ra đường vào ban đêm để phòng chống dịch COVID-19. Ngày 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vừa ký văn bản yêu cầu người dân không ra đường từ 20 giờ đến 4 giờ hôm sau. Các trường hợp được ra đường vào ban đêm gồm người đi cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch, lực lượng phòng chống thiên tai, cán bộ, phóng viên, biên tập, các cơ quan nhà báo, đài, lực lượng phát hành thư báo, công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật, các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phương tiện đưa đón lực lượng phòng chống dịch, phương tiện vận chuyển, vật tư phục vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, ga, phương tiện đưa đón công nhân của doanh nghiệp có bố trí chỗ nghỉ tập trung cho công nhân tại khách sạn, nhà nghỉ cũng được hoạt động trong khung giờ này. Đến tối ngày 2 tháng 8, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận 302 người dương tính với SARS-CoV-2. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, nơi này bảo vệ trực khoa cấp cứu dương tính nCoV, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đề nghị người dân đến cơ sở y tế này, đặc biệt là có mặt tại khu cấp cứu tổng hợp từ 5 đến 18 giờ ngày 26 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8, phải liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho khoảng 800 cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng và trên 200 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Trong 14 ngày cách ly y tế, kể từ 17 giờ ngày 2 tháng 8, Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng không tiếp nhận khám và điều trị nội trú cho bệnh nhân mới, chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu, chạy thận và xét nghiệm real-time PCR. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.